Manchester City đã bắt đầu xây dựng sân vận động bóng đá đầu tiên trên thế giới bên trong Metaverse với sự trợ giúp của các chuyên gia thực tế ảo tại Sony. Các lãnh đạo của Manchester City đang hy vọng một ngày nào đó sân vận động Etihad ảo sẽ được lắp đầy khán giả, cho phép những người hâm mộ chưa bao giờ đến Manchester có thể thoải mái xem trực tiếp các trận đấu tại nhà của họ, dù họ ở đâu trên thế giới. Hiện tại, bản quyền được bán cho các đài truyền hình, nhưng các đội bóng hiện đang xem xét triển vọng bán chúng trực tiếp cho những người hâm mộ, có thể thông qua Metaverse của chính họ trong tương lai. Giám đốc tiếp thị và tương tác với người hâm mộ của City Football Group, Nuria Tara, cho biết: "Tôi nghĩ hình ảnh của một người ngồi trên ghế sofa xem màn hình là điều mà chúng ta không thể tưởng tượng được vẫn sẽ trở thành hiện thực. Thậm chí không cần phải tận 10 năm nữa, có thể chỉ là 5 năm nữa. Mọi thứ diễn biến nhanh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều."